chồng hai Hồ Ngọc Hà. Lô thế lực đằng sau vượt mặt cả Cường Đô La gây ngỡ ngàng. Kim Lý và Hồ Ngọc Hà được biết đến là đôi vợ chồng nổi tiếng và quyền lực nhất nhì showbiz Việt. Trước khi công khai tình cảm với nữ hoàng giải trí, Kim Lý từng vướng tin đồn yêu đương với nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Nhưng việc yêu và kết hôn với gương mặt đình đám trong showbiz Việt khiến Kim Lý cũng chịu không ít điều tiếng, trong đó anh còn có nhiều lời đồn đại. Trong đó anh bị nhiều lời đồn đại khi dừa hơi anh bám bạn gái. Nhưng sự thật nam diễn viên lại có gia thế và sự nghiệp không phải dạng vừa. Kim Lý sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển. Kim Lý sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển là con trai độc nhất của gia đình. Bố mẹ Kim Lý kết hôn khi đã ngoài 40 tuổi, vì thế khi Kim Lý đã khá trẻ tuổi thì bố anh đã ngoài 80 và mẹ anh đã ở độ tuổi 70. Bố Kim Lý chỉ sang Thụy Điển sống từ năm 1981, sau đó gặp gỡ và kết hôn với mẹ anh là một người phụ nữ ngoại quốc. Được biết bố mẹ Kim Lý đều công tác trong ngành giáo dục, bố Kim Lý còn là nhà kinh doanh thành công khi có nhiều cửa hàng nổi tiếng tại Thụy Điển. Đặc biệt mẹ của anh từng làm việc cho tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Thụy Điển. Hiện tại cả hai đều đã nghỉ hưu, dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi, cùng nhau đi du lịch chăm sóc khu vườn của gia đình. Kể từ khi yêu nhau, Hồ Ngọc Hà và gia đình cô đã có nhiều lần thăm hỏi bố mẹ Kim Lý tại Thụy Điển. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy gia đình Kim Lý đang sống trong một điều kiện rất tốt tại đây. Ngôi nhà tại Stockholm có thiết kế hiện đại, chuẩn châu Âu với sơn trắng bao phủ. Bên trong nhà bao tổng ống với 100% nội thất sử dụng chất liệu gỗ đắt đỏ. Ngoài ra căn biệt thự này còn được bao quanh bởi khu vườn xanh mát, ngập tràn cây cỏ. Sinh ra trong một gia đình có học thức, điều kiện sống tốt, Kim Lý cũng được nuôi dạy và tạo điều kiện để phát triển hết mình. Ngay từ khi còn bé, anh đã có ý thức sống tự lập bằng việc kinh doanh, gây dựng sự nghiệp cho bản thân chứ không hề nhờ cậy bố mẹ. Trước khi trở về Việt Nam, Kim Lý từng là diễn viên và có cơ hội diễn xuất ở Canada với vài phim chồng The Boy Work. Trước khi trở về Việt Nam, Kim Lý từng là diễn viên và có cơ hội diễn xuất ở Canada với vai diễn trong phim The Boy Who Made Play Fit. Tại đây, anh được mời tham gia phim Antiviral, bộ phim từng gây tiếng vang tại liên hoan phim Cannes và có được một số đề cử. Khi về Việt Nam, anh lập tức gây chú ý khi xuất hiện trong bộ phim Khương Gà. Có vẻ ngoài điển trai, ngoại hình lôi cuốn, đây nam tính đã khiến nam diễn viên trở thành cái tên sáng giá trong lòng người hâm mộ. Sau đó, Kim Lý liên tục tham gia phim Vệ Sĩ Sài Gòn nhưng lại không được gây tiếng vang như trước. Hiện tại dù không tham gia đóng phim nữa nhưng Kim Lý vẫn đang là một trong những gương mặt được rất nhiều thương hiệu lựa chọn để làm gương mặt đại diện. Chính vì thế, độ phủ sóng của cái tên Kim Lý chưa bao giờ hết hot. Ngoài ra, công việc chính của Kim Lý là kinh doanh. Tuy nhiên, vốn là một người kinh tiến trong đời sống cá nhân, Kim Lý không bao giờ khoe mẽ cũng như kể lể về những thành công trong công việc của mình. Gia đình Kim Lý và Hồ Ngọc Hà vô cùng thân thiết, họ thường xuyên đăng tải những hình khắc vui vẻ cùng nhau, cho thấy mối quan hệ vô cùng tốt và bền chặt.